Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang với những tin tức diễn ra trên địa bàn các huyện thành phố. Cùng với các địa phương khác trên địa bàn huyện Quản Bạ, Đảng bộ xã Thanh Vân đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự đại hội có Phó Bí thư Huyện ủy Giang Cố Diêu, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng huyện ủy, các cơ quan phụ trách xã cùng 121 đảng viên tiêu biểu đại diện cho 268 đảng viên trong đảng bộ. Trong 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Thanh Vân đã khắc phục khó khăn, đưa kinh tế tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Tổng diện tích gieo trồng 1.400 ha đạt 100% nghị quyết, tổng sản lượng lương thực có hạt 2.484 tấn, thu nhập bình quân đầu người 12 triệu đồng một người một năm. Các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, dân số gia đình và trẻ em được chăm lo chú trọng. Công tác xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể được quan tâm, kết nạp được 51 đồng chí đảng viên mới. Với mục tiêu đoàn kết xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, xây dựng xã Thanh Vân ngày càng đổi mới phát triển. Đảng bộ xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ phấn đấu đạt một số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2015-2020. Tốc độ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm đạt trên 15 triệu đồng trở lên, thu nhập bình quân đầu người trên 17 triệu đồng một người một năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 9%, phấn đấu kết nạp đảng viên đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao, 100% các chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh, hàng năm đảng bộ xã đạt trong sạch vững mạnh. Đại hội đã bầu 16 đồng chí vào ban chấp hành đảng bộ xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ khóa 19, nhiệm kỳ 2015-2020, bầu 5 đồng chí vào ban thường vụ, bầu bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Chi bộ ủy ban kiểm tra huyện ủy Quang Bình vừa tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự đại hội có đồng chí Hoàng Ngọc Liên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, lãnh đạo các ban xây dựng đảng huyện ủy. Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy luôn duy trì tốt sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của chi bộ đề ra. Hàng năm chi bộ luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng, kiểm tra tài chính đảng với nhiều tổ chức đảng và đảng viên xem xét, kết luận kịp thời đúng quy định điều lệ đảng. Làm tốt công tác tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện ủy về công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Với chủ đề đoàn kết, đổi mới, chủ động, trách nhiệm, hiệu quả, Đại hội chi bộ Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Quang Bình đã đề ra một số mục tiêu trong nhiệm kỳ 2015-2020 như phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ do cấp ủy giao, 100% chi bộ cán bộ đảng viên trong chi bộ đạt gia đình văn hóa và thực hiện tốt mọi nghĩa vụ nơi cư trú, 100% đảng viên chi bộ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề học tập từng năm. Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, Đại hội chi bộ Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Quang Bình lần thứ 3 đã bầu ra bí thư chi bộ và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020. Huyện ủy huyện Bắc Mê vừa tổ chức phiên họp giao ban khối nội chính tháng 5, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2015. Trong tháng 5, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Bắc Mê cơ bản giữ vững ổn định, các hoạt động kinh tế, văn hóa xã hội được duy trì và phát triển. Số người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động tự do là 78 trường hợp, có 23 trường hợp đã tự quay về. Công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn tiếp tục được thực hiện chặt chẽ, thị trường hàng hóa trong tháng ổn định. Qua kiểm tra phát hiện và xử phạt hành chính 7 trên 7 vụ, tổ chức tuyên truyền về luật đất đai, hiến pháp và một số văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến người dân được 28 buổi cho 1.500 người tham gia, duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu. Trong tháng tiếp nhận, phân loại và xử lý 4 đơn thư khiếu nại tố cáo. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Mê Triệu Trung Hiệp đề nghị các ngành chức năng tiếp tục nắm rõ tình hình tại các tuyến trọng điểm, phức tạp, có hoạt động tôn giáo trái pháp luật, di cư tự do, xuất cảnh lao động trái phép. Theo dõi và quản lý tốt số người nước ngoài vào địa bàn để lao động, thăm thân, du lịch. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Ban Chỉ huy Quân sự huyện duy trì các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu. Hạt Kiểm Lâm phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô hanh, tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát các mặt hàng lưu thông trên địa bàn huyện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng. Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra tình hình phát triển kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm tại các xã thị trấn,
Vừa qua, đoàn công tác của huyện Vị Xuyên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lương Văn Đoàn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại xã Bạch Ngọc. Tại đây, đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế diện tích trồng cam, chanh leo trên địa bàn xã và thăm cơ sở vật chất trường lớp học tại trường Trung học cơ sở xã Bạch Ngọc. Đánh giá chung, trong 4 tháng qua, tình hình kinh tế xã hội của xã Bạch Ngọc tiếp tục phát triển ổn định. Cây lúa vụ xuân đã thực hiện trên 87 ha lúa, 144,8 ha ngô, 20 ha lạc và rau đậu các loại trồng được trên 20 ha. Tổng đàn gia súc của toàn xã hiện có trên 6.600 con, đàn gia cầm trên 20.000 con. Đối với công tác trồng rừng mới năm 2015, hiện nay nhân dân đã trồng được 60,8 ha trên 461,2 ha, đạt 13,2% kế hoạch, chủ yếu là cây mỡ, quế, bồ đề. Các phương án, đề án tiếp tục được triển khai như chương trình trồng mới cây chanh leo, chương trình đăng ký trồng mới cam, trồng cỏ mới, chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác y tế, giáo dục được quan tâm chú trọng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tại buổi làm việc, xã Bạch Ngọc đã nêu lên một số kiến nghị với đoàn công tác như đề nghị huyện xem xét yêu cầu đơn vị thi công nạo vét lòng hồ Nạm Nhùng, xã Ngọc Linh, đổ đất khu vực giáp ranh giữa hai xã Ngọc Linh, Bạch Ngọc, làm ảnh hưởng tới sinh hoạt và sản xuất của người dân. Tiếp tục quan tâm đầu tư cho xã về chương trình xây dựng nông thôn mới. Qua kiểm tra nắm bắt tình hình thực tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vị Xuyên Lương Văn Đoàn đề nghị xã Bạch Ngọc cần chỉ đạo quyết liệt việc trồng rừng nhằm hoàn thành theo kế hoạch đề ra, kiểm tra đánh giá mô hình sản xuất năm cùng, quan tâm đến việc mở rộng diện tích trồng cỏ để phát triển chăn nuôi. Phòng nông nghiệp phối hợp với các xã và Trung tâm khoa học kỹ thuật giống cây trồng Đạo Đức chủ động tìm nguồn cung cấp giống cam để mở rộng diện tích. Cử cán bộ trực tiếp xuống xã hướng dẫn người dân cắt tỉa, chăm sóc cây chanh leo. Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, trước mắt cần tập trung xây dựng chỉnh trang khu vực trung tâm xã. Vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang Phạm Hữu Trí và lãnh đạo một số ngành chức năng của huyện đã đi kiểm tra dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch tuy nen liên hoàn công nghệ cao tại xã Hùng An. Nhà máy gạch tuy nen liên hoàn công nghệ cao được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang cho phép công ty cổ phần Lâm Khởi Phát làm chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng nhà máy gạch tuy nen tại thôn An Bình, xã Hùng An. Do chưa có thủ tục giao đất cho thuê đất của Ủy ban nhân dân tỉnh và thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, công ty cổ phần Lâm Khởi Phát đã xây dựng nhà máy gạch tuy nen từ năm 2012 đến nay đã dừng xây dựng. Để tháo gỡ những vướng mắc khó khăn của đơn vị, huyện Bắc Quang đã có buổi làm việc với lãnh đạo công ty cổ phần Lâm Khởi Phát. Trên cơ sở đó, huyện Bắc Quang chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với xã Hùng An và công ty cổ phần Lâm Khởi Phát làm các thủ tục giao đất cho công ty sớm xây dựng nhà máy gạch tuy nen hoàn thiện và đưa vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu xây dựng tại địa phương và tạo công ăn việc làm cho người lao động trên địa bàn. Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang Phạm Hữu Trí chỉ đạo Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Công thương và xã Hùng An phối hợp với công ty cổ phần Lâm Khởi Phát làm các thủ tục về đất đai để trình Ủy ban nhân dân tỉnh sớm chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho công ty kinh doanh và công ty cổ phần Lâm Khởi Phát lập tờ trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét nâng cấp tuyến đường vào nhà máy và cấp phép thăm dò khai thác phục vụ nguyên liệu sản xuất gạch tuy nen. Ngày 22 tháng 2, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Mèo Vạc đã tổ chức tổng kết năm học 2014-2015. Với chức năng nhiệm vụ được giao, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Mèo Vạc đã thực hiện tốt chuyên môn của ngành giao và triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo. Năm học này, trung tâm có 7 lớp với 211 học viên, trong đó hệ tập trung là 6 lớp với 165 học viên, hệ tại chức là 1 lớp với 46 học viên, học nghề có 6 lớp với 154 học viên. Tổng kết năm học có 2 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường, 2 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 16 cán bộ hành chính, giáo viên, cán bộ quản lý có nhiều thành tích trong phong trào thi đua. Trung tâm đã đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang công nhận 1 danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 3 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 15 lao động tiên tiến. Đối với học viên, Trung tâm đã khen thưởng cho 49 học viên đạt danh hiệu học viên tiên tiến, khen thưởng 15 học viên và 3 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong năm học. Phát biểu tại lễ tổng kết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc Trần Kim Ngọc đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên và học viên Trung tâm Giáo dục Thường xuyên đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2014-2015. Qua đây mong rằng trung tâm tiếp tục phấn đấu có nhiều giáo viên dạy giỏi và nhiều học viên học giỏi, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015-2016 đề ra. Trong 2 ngày, 22 và 23 tháng 5, Ban Thường vụ huyện đoàn Quản Bạ phối hợp với Ban Quản lý Dự án Chương trình Hỗ trợ Phát triển AAV huyện Quản Bạ tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc và hỗ trợ mô hình nuôi gà xương đen cho 45 đoàn viên thanh niên của xã Quản Bạ và thị trấn Tam Sơn.
Tham gia tập huấn, các đoàn viên thanh niên đã được cán bộ Trung tâm Khuyến nông huyện hướng dẫn các nội dung như giới thiệu giống gà xương đen đang nuôi phổ biến ở Hà Giang, quy trình chăm sóc nuôi dưỡng gà thương phẩm, lịch dùng thuốc và vaccine cho gà, một số bệnh thường gặp và biện pháp phòng trừ. Sau khi được tập huấn, lớp học sẽ chọn ra 3 hộ thanh niên ở xã Quản Bạ và 3 hộ thanh niên tại thị trấn Tam Sơn để hỗ trợ mô hình nuôi gà xương đen. Thông qua lớp tập huấn, 45 đoàn viên thanh niên của xã Quản Bạ và thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ được trang bị kiến thức, kỹ thuật chăm sóc cho đàn gia cầm của gia đình mình, góp phần cải thiện đời sống. Bên cạnh đó được hưởng lợi trực tiếp phát triển mô hình để làm điển hình nhân rộng trong toàn huyện theo hình thức vốn quay vòng. Luôn tâm huyết hết mình với công việc, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào của địa phương. Những năm qua, đội ngũ bí thư chi bộ thôn bản của xã Nấm Dần, huyện Xí Mần đã khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tại địa phương. Hiện toàn xã Nấm Dần có 12 bí thư chi bộ thôn bản. Phát huy vai trò của đội ngũ này, Đảng ủy xã Nấm Dần đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, khuyến khích họ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chú trọng thực hiện xây dựng nông thôn mới và công tác xây dựng Đảng ở tất cả các thôn bản. Từ đó xuất hiện nhiều tấm gương bí thư chi bộ điển hình tiêu biểu trong các phong trào hoạt động ở địa phương. Trong phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội, hiện nay toàn xã Nấm Dần có 7 bí thư chi bộ làm kinh tế giỏi, mỗi năm từ chăn nuôi trồng trọt, các mô hình làm kinh tế của các gia đình bí thư chi bộ sau khi trừ các khoản chi phí đều cho thu lãi từ 30 đến 40 triệu đồng một năm. Không chỉ làm kinh tế giỏi, họ còn luôn sát sao cùng với tập thể chi bộ trong việc chỉ đạo nhân dân sản xuất nông lâm nghiệp, gieo cấy đúng khung thời vụ và tập trung đưa các loại giống mới vào gieo trồng, nên năng suất, sản lượng các loại cây trồng của xã ngày càng cao. Bên cạnh đó, chỉ đạo thú y viên thôn bản phối hợp với cán bộ thú y xã thực hiện tốt công tác tiêm phòng vaccine, phòng các loại dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Do đó, trong mấy năm gần đây, trên địa bàn xã Nấm Dần, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc ít xảy ra. Từ khi là tôi làm bí thư thì cũng vận động mọi đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là về phát triển kinh tế. Thì đến thời điểm bây giờ thì hộ nghèo vẫn còn có nhưng mà không đáng kể lắm. Và cái thứ hai nữa thì không nhiên là phát triển kinh tế mà còn là tất cả chăm sóc bảo vệ rừng nữa. Tất cả là vân vân, ở coi như là bí thư là lãnh đạo toàn diện ở trong thôn bản. Trong công tác giáo dục đào tạo, đội ngũ bí thư chi bộ thôn bản ở xã Nấm Dần đã thường xuyên quan tâm vận động các gia đình cho con em đi học đầy đủ ở tất cả các bậc học. Do đó, 100% trẻ em trong độ tuổi ở các thôn bản được đến trường. Bên cạnh đó, còn tích cực huy động nhân dân đóng góp ngày công tu sửa trường lớp ở tại các điểm trường, vận động nhân dân ốm đau đến trạm y tế xã để khám và điều trị. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, đội ngũ bí thư chi bộ ở xã Nấm Dần đã có nhiều đóng góp tích cực, đã vận động nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện chương trình này, đồng thời vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông vào thôn và làm các công trình phúc lợi khác. Trong đó nổi bật là những đồng chí bí thư chi bộ thôn Tân Sơn, thôn Lủng Tráng và thôn Nấm Dần đã vận động nhân dân đóng góp ngày công lao động để vận chuyển cát, sỏi và tham gia làm đường bê tông được gần 600 mét. Vận động các hộ gia đình làm nhà tắm, nhà vệ sinh, bó láng nền nhà được trên 30 hộ. Trong nhiều năm qua thì cái vai trò của chi bộ và bí thư chi bộ cũng đã được phát huy một cách rất rõ ràng tại xã Nấm Dần. Ở đây cụ thể trong cái việc xây dựng, phát triển xây dựng nông thôn mới thì đã có nhiều những cái chi bộ chỉ đạo rất tốt cái việc các cái công việc mà nhân dân tự đóng góp, tự xây dựng, tự các nguồn lực của mình để thực hiện được. Ví dụ như là chi bộ thôn Lủng Tráng thì đã thực hiện góp được cái xi măng, xây dựng được từng nhóm, góp được xi măng và làm được rất nhiều những cái nền nhà, nhà vệ sinh, nhà tắm. Đấy, rồi trong cái tổ hợp tác sản xuất nông lâm nghiệp ở tại thôn bản ấy, thì vai trò của bí thư chi bộ ở tại xã Nấm Dần cũng được phát huy một cách rất rõ ràng. Bên cạnh đó thì bí thư chi bộ ở trong xã Nấm Dần cũng đã thực hiện tốt cái vai trò chỉ đạo phát triển các cái mô hình phát triển kinh tế, đấy, rồi là vận động huy động học sinh đến trường, rồi là cái mô hình nhóm trẻ nội trú dân nuôi, đấy, rồi là các cái hoạt động khác về văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng ở trong thôn. Thì từ những đóng góp tích cực của đội ngũ bí thư chi bộ thôn bản của xã Nấm Dần, huyện Xín Mần trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, vì vậy đến nay bộ mặt nông thôn của xã Nấm Dần ngày càng được đổi thay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn trên 30%. Với những mục tiêu và giải pháp cụ thể rõ ràng trong việc lãnh đạo chi bộ thôn bản thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương,
đội ngũ bí thư chi bộ thôn bản của xã Nấm Dần đã và đang phát huy được vai trò là cầu nối đoàn kết giữa quần chúng nhân dân với Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng Đảng bộ xã Nấm Dần nói riêng và Đảng bộ huyện Xín Mần ngày càng phát triển. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.